Một bạn nữa có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho gia đình con được hỏi những khúc mắc chưa thể giải đáp được ạ. Bạch thầy cho con hỏi là vong linh trẻ con 6 tuổi trong vòng 49 ngày gia đình cúng chay, nhưng vong linh về nói là chưa quen ăn chay và bị đói, xin bố mẹ cho cúng mặn một hoặc hai bữa, hoặc một mâm mặn, một mâm chay. Khi nào thích ăn gì thì ăn món đó. Vong linh có nói những ngày lên chùa với bố mẹ và người thân và những ngày cuối tuần thì vong linh sẽ ăn chay, còn về nhà thỉnh thoảng vong linh được ăn mặn. Bạch thầy, bố thí cho con được biết cách nào để hợp lý với vong linh 6 tuổi này ạ. Thì cái này có hai trường hợp xảy ra. Một á, trường hợp xảy ra thì đó có thể cái vong linh 6 tuổi này mất mà chưa được đi thoát hóa đầu thai vì phúc chưa đủ. Hai, có thể xảy ra đối với cái vong linh này, đó là tội cũng chưa quá lớn để đọa lạc vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên á, thần thức vẫn còn phảng phất ở dưới quái âm, tức là quái địa phủ đó. Thì có thể vẫn có thể về thì nói với người thân được, cũng giống như bình thường khi cái tập khí của họ mà. Tập khí lúc còn sống họ chưa ăn chay được thì có thể gì? Họ vẫn không ăn chay được và họ vẫn muốn gì? Vẫn quen là ăn thịt, uống huyết của chúng sinh á. Thì cho nên là khi chết rồi thì vẫn cái thói nào tật đấy. Thì cái trường hợp này nếu mà như vậy á thì cái nghiệp báo rất khó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc. Mà thậm chí thì hết 49 ngày có khi đọa tụt xuống vào trong đường súc sinh, rất dễ làm súc sinh. Nếu như đây thực sự là vong em bé 6 tuổi thì rất dễ bị đọa vào làm súc sinh. Nếu mà Phật tử, vợ chồng mà gì không khuyên được em ấy, bỏ cái tập khí ác, thích ăn thịt chúng sinh ấy, mới nuốt được á, thì hết 49 ngày gần như chắc chắn linh hồn này sẽ đọa làm súc sinh để trả mạng cho gì, để thường mạng cho cái tập khí thích sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh ở đời trước kiếp trước của mình. Đây là đời trước kiếp trước nữa cơ, chứ không phải ngay cái đời 6 tuổi này đâu. Sinh ra vì sao mà yểu mạng? Phật nói gì? Sát sinh hại vật sẽ bị yểu mạng, cho nên mới có 6 tuổi đã gì? Đã mất. Mới 6 tuổi đã mất. Như vậy là mạng yểu do đâu? Do nghiệp sát sinh ở đời trước để lại vậy. Do nghiệp thích ăn thịt uống huyết của chúng sinh gì ở kiếp trước để lại vậy. Nó di chứng của nó gì? Quả báo rồi đem lại như vậy. Nay không biết ăn năn chửa bỏ lại là ma rồi vẫn còn thích gì ăn thịt uống huyết chúng sinh á, thì chắc chắn, gần như chắc chắn, thầy khẳng định nếu mà trường hợp này là cái vong của em bé 6 tuổi này, gần như chắc chắn sau 49 ngày sẽ đọa làm kiếp súc sinh, làm thân gì bò lợn chó lừa để cho gì, để cho người ta giết hại ăn thịt, tức là trả cái nợ thường mạng sát sinh về kiếp trước vậy. Còn cũng có thể có một trường hợp nữa, đó là gì? Quỷ thần đóng giả gì? Đóng giả vong linh em bé này. Có thể vong linh em bé này nếu mà có phúc thì có thể sau khi mất nó sinh ra để nó gì? Để nó trả nợ. Thì nó sinh ra đến 6 tuổi hoặc là sinh vào để nó gì? Nó đúng rồi, sinh vào để trả nợ hoặc sinh vào để báo ân báo oán vân vân gì đó. Thì nó đến đó thì nó hết nó đi, có thể nó về quái lành rồi. Hoặc là gì? Nếu mà nó sinh vào để sinh ra vào gia đình nhà mình để báo oán đó, nó làm 6 tuổi xong rồi xong cái nó mất để cho mình vô lượng những sự khổ đau á, thì coi sau khi mất đi nó lại tiếp tục bạo đọa trong ba đường ác vì là ác nghiệp nó chưa dứt. Thì cho nên nó quỷ thần nó biết được cái việc đó, nó đóng đến để đóng thế đóng giả để nó kiếm ăn. Mà quỷ thần nó thì thường gì, quỷ thần ác á, thì không thích ăn chay, ác quỷ thần lại không thích ăn chay, cho nên nay mình lên chùa hoặc ở nhà mình đem cúng chay, nó bảo cúng chay nó không quen, nó không ăn được, mà nó đòi gì cũng mặn, và thậm chí nó đòi gì cũng cả chay cả mặn, nó thích ăn cái gì thì nó ăn. Đây có thể mắc vào cái mưu của quỷ thần, có mưu quỷ thần, tức là quỷ thần mượn danh người nhà người thân của mình á để về để đòi ăn. Như cái bài giảng hôm đầu tiên thầy nói có một trường hợp trong quê thầy á, nó bảo là vong linh của gia tiên nó về mỗi ngày để đòi ăn con gà, mỗi ngày giết con gà mà giết đến mấy tháng như thế thì biết bao nhiêu là con gà rồi. Mà nhà thì nhà ở nông thôn thì nuôi giỏi lắm thì được 5-10 con gà.
Nhưng mà giết đến mấy chục con gà rồi mà gì, nó vẫn còn đòi ăn. Ngày nào nó cũng đòi ăn, nào rượu, nào nào thịt gà, ngày nào cũng như thế. Ăn đến hết rồi đi mua về, đi xin rồi họ hàng về để làm cho nó ăn, nó vẫn không ra cho. Thế họ hàng với có người thân mách gia đình ra đây thì thầy biết được, thầy cho một sư ông về nhà lễ cho một cái thì thầy đoán cái này chắc chắn là quỷ, chắc chắn là ma quỷ mượn xác người thân để giả danh người nhà để kiếm ăn cho các sư về làm lễ, cho lễ xong mấy hôm sau là khỏi, từ đó cho đến nay à, có sao nữa đâu đó. Cho nên đấy gọi là quỷ thần trường hợp. Cũng có thể một trường hợp thứ hai là gì? Quỷ thần giả danh cái vong linh của em bé 6 tuổi này, cho gia đình phải tỉnh táo. Gia đình tỉnh táo, thứ nhất là gì, nhất định không không cúng chay, do cho dù đó là gì, là con à, xin lỗi, nhất định không cúng mặn, nhất định không sát sinh hại vật, thậm chí không ra chợ mua đồ để về để cúng đó, nhất định cúng chay. Nếu thực sự là gì, là con mình thì khuyên con là gì? Hay phát Bồ Đề tâm, hãy nghe theo lời Phật dạy, khởi lòng từ bi mà gì, mà ăn chay, tụng kinh niệm Phật theo mẹ, theo bố mẹ để tụng kinh niệm Phật, để được gì, Phật độ cho, được sinh sớm sinh về cõi lành, không có thì khổ lắm. Nếu thực sự nó là con mình nó sẽ nghe theo, còn nó không phải là con mình nó sẽ không nghe theo. Nó là quỷ thì gì? Nó tìm mọi cách để nó lừa mình, nó bảo mẹ thương con mà, bố mẹ thương con, cho con ăn chay mấy, cho con ăn mặn mấy hôm nữa thôi, ăn chay con không chịu được, thế này thế khác à, mình càng nghĩ như vậy, mình càng thương và càng làm cho nó ăn đó, thì nó càng nương vào cái lòng từ bi của mình để nó làm ác. Như vậy cả hai bên đều có tội, mình cũng có tội, quỷ thần cũng có tội, mà gì, con mình gì cũng tổn phước. Cho nên thầy khuyên là cái trường hợp này đừng có tin vào cái việc đó, mà hãy cứ nhất tâm một lòng tin lời Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng nói là con người ta sau khi chết nếu mà đem gì, đem giết hại gì sinh linh để tế bái quỷ thần, không chỉ không có phúc mà gì, người đó còn có gì, còn đem tội đến cho vong linh ấy mất. Học Phật là phải tin vào lời Phật đấy. Đừng có tin vào lời ma quỷ, lời đồng bóng bói toán, chúng ta chỉ có tạo thêm phiền não và chuốc thêm gì họa vào thân mà thôi.